Lại về cái phần vấn đề gốc ghép của nhóm mẫu đơn này, thì ngoài cái hai cái loại gốc ghép là gốc ghép 3309C và 5BB thì thị trường nó còn có mấy cái loại gốc ghép nữa. Ví dụ đây các bác xem này, đây là cây giống mà sản xuất theo tiêu chuẩn của Trung Quốc các bác nhé. Này các bác thấy này, cái phần từ cái ngọn này, từ cái phần cành ghép này nên cái chỗ mắt ghép nó chỉ tầm khoảng 5-10 phân này. Đấy, như này cây này 10 phân, và từ cái phần mắt ghép này lên cái phần ngọn này người ta chỉ để nó tầm khoảng 20-25 cm thôi. Đấy là tiêu chuẩn còn cây ghép của Trung Quốc. Phần gốc này, đấy, gốc người ta chỉ để 20-30 cm thôi, người ta không để dài. Lý do thì em đã giới thiệu rồi, tức là bản chất ấy, khi để cây như thế này nó vẫn đạt cái tiêu chuẩn giống nha các bác nha. Châu Âu này và Nhật ấy thì cây giống nó chỉ như này thôi, nhưng của Hàn Quốc ấy người ta phải để như thế này. Lý do là gì? Lý do là nhìn nó đẹp hơn. Đấy, nó lý do chỉ có mỗi cái là nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó có vẻ là sang trọng hơn, nhìn có vẻ là nó hầm hố hơn. Và vì nhìn hầm hố, nhìn nó đẹp hơn nên giá bán nó cao hơn, khổ nỗi là như vậy. Còn đây cây Trung Quốc này, cây này là vẫn đạt tiêu chuẩn của Nhật, của châu Âu nhé. Trồng thoải mái, trồng cây lên vù vù chứ không phải là cây vớ vẩn, cây thấp lùn hơn thì nó sẽ yếu hơn, không phải các bác nhé. Đấy, thì một cái cây giống như này là nó đạt tiêu chuẩn ở Hàn Quốc, của Trung Quốc. Và cái gốc ghép các bác đang nhìn này, trong em cầm những tay này, cái gốc này không phải gốc 50B mà cái gốc này gốc Betani, Betani các bác nhé. Cái gốc ghép này ấy, hiện nay em đang bán đấy, nó là cái gốc ghép loại 2, loại 3. Cái gốc ghép này ấy, thì cái loại, cái phân loại loại 1, loại 2, loại 3 ấy, nó không phải là phân loại về chất lượng cây giống. Chất lượng cây giống là như nhau các bác nhé, nó chỉ khác nhau về cái chất lượng, không phải là chất lượng gốc ghép nữa, mà nó là về cái gốc ghép khác nhau như nào. Ví dụ là hàng loại 1 ấy, em nói là cái hàng 3309 ấy, thì cái giá nhập vào nó rất là cao, và bản thân cây nó trồng thì nó cũng sẽ hiệu quả, nên thành ra là cái giá bán nó rất là cao, nó cũng rơi vào tầm khoảng 250 một cây. Nếu các bác trồng cái loại mà 3309, các bạn mua số lượng lẻ đấy, còn nhiều thì nó khoảng 200.000 thôi. Còn nếu mà cái cây mà cây 5BB này thì nó khoảng hơn 100.000 ấy, như em giới thiệu ấy. Còn cái cây Betani này là cái loại 3, 5BB là loại 2 nhá. Betani là loại 3. Loại 3 này thì không phải là nó kém hơn cái loại 5BB này, mà đơn giản là bởi vì cái gốc Betani này nó phù hợp với khí hậu lạnh hơn, và nó sản xuất với cái số lượng nó nhiều hơn nên giá bán nó sẽ rẻ hơn. Loại này thì nếu mà mua nhiều ấy thì nó rơi vào tầm khoảng gần 100.000 thôi. Và đặc tính của cái loại này ấy, nó vẫn kháng bệnh tốt, vẫn lớn nhanh. Nhưng thêm một cái đặc điểm đấy là cái gốc ghép Betani này nó rất phù hợp với cái khu vực mà khí hậu lạnh. Khí hậu lạnh mà là những khu vực nào? Thứ nhất là bao gồm là các vùng núi cao Việt Nam và khu vực phía Bắc ở Trung Quốc ấy. Bởi vì Betani này là nó khả năng kháng bệnh, chống lạnh rất là tốt. Có một cái đặc điểm là nếu các bác mà quan sát ấy, những cái vùng mà nào lạnh mà ở Trung Quốc mà nhiệt độ nó xuống ví dụ là dưới 0 độ ấy, hoặc là gần 0 độ ấy, thì người ta bắt buộc người ta phải chôn, mùa đông ấy, người ta phải chôn cái cây này xuống dưới dưới đất, người ta gập nó xuống, cây nho này đang thẳng đứng về, người ta gập nó xuống để chôn cái đất lên. Mục đích là gì? Để giữ ẩm cho nó, giữ ấm cho nó. Và cái nếu mà chúng ta mà để hở ra bên ngoài ấy, thì cây nó bị đóng băng và cây này nó sẽ chết, cây nho nó sẽ chết các bác nhá. Thì cái gốc 5BB này là nó phục vụ cho cái vùng mà chuyên vùng lạnh giá xương muối, rồi cái vùng nó đóng băng vào mùa đông, thì các cái vùng núi cao ở Việt Nam ấy thì loại Betani này rất là hợp. Còn đối với các cái vùng mà ở dưới, vùng đồng bằng hay là vùng nóng ở miền Nam ấy, thì chúng ta trồng Betani này cũng không vấn đề gì. Tức là nếu mà cái lạnh thì trồng giống này thì ok, trồng 5BB thì nó lại sẽ kém hơn. Nhưng mà nếu cái giống này mà đưa xuống cái vùng mà nhiệt độ cao ấy thì trồng nó vẫn không vấn đề gì, nó vẫn sinh trưởng bình thường. Nó cái ưu thế giống nó chỉ thể hiện khi các bác trồng ở vùng lạnh thôi. Và cái giống này nó có một đặc tính là gần giống với 50B, tức là cái quả của nó ấy, chất lượng của mẫu mã nó sẽ không đạt được như là 3309. Chính vì thế là cái giống này
là nó giá bán của nó cũng chỉ xem thấp hơn cái 50B này một chút, còn cái giá bán cây giống thì nó không thể cao bằng bằng 3309 được, nó chỉ rơi vào tầm khoảng gần 100.000 nếu các bác mua nhiều thôi. Đấy. Ngoài cái Betani này ra thì còn có một cái giống cây giống, một số giống ở Trung Quốc mà các bác khi các bác mua ấy, là ví dụ như là gốc ghép của Hạ Đen ngày hồi mới đầu ấy, nhiều bác mà nhập giống hoặc các bác mua giống từ Trung Quốc về, các bác cứ phát hiện ra là sau khi thời gian trồng ấy thì cái gốc ghép này nó mọc lên cái một vài cành của nho Họ Đen, nho Hạ Đen, thì các bác bảo là à Trung Quốc là chất lượng cây giống nó kém, nó ghép trên gốc của Hạ Đen, nó ghép trên cái gốc không chuẩn, nhưng thực ra là các bác đang mua phải cái hàng kém chất lượng và giá của cái gốc ghép trên Hạ Đen, cái mẫu đơn trên gốc ghép Hạ Đen nó rất là rẻ. À, một số vùng của Trung Quốc ấy, cái hồi mà cái nho mẫu đơn này nó chưa phổ biến thì người ta buộc người ta phải tận dụng các cái loại gốc ghép có cái tốc độ sinh trưởng mạnh, ví dụ như Hạ Đen người ta ghép lên, bởi vì Hạ Đen là nó lớn rất là nhanh, bộ rễ nó rất là khỏe. Tuy nhiên Hạ Đen nó có một cái vấn đề là khi nó Hạ Đen là cái giống chín sớm, chính vì vậy là khi mà ghép mẫu đơn trên Hạ Đen ấy, nó xảy ra tình trạng là mẫu đơn, quả mẫu đơn nó cũng chín sớm, và thứ hai là vì nó chín sớm nên quả nó nhỏ, thứ hai là nó sẽ vàng, và nói chung là chất lượng quả và mẫu mã quả nó không đạt. Chính vì thế là gần như là hiện nay ấy, ở bên Trung Quốc ấy, người ta loại bỏ cái giống mẫu đơn ghép trên Hạ Đen. Một số người khoảng mấy năm về trước ấy, chúng ta mua vài cây giống và nó ghép trên Hạ Đen, bởi vì này là cái giống nó rẻ, nó sản xuất nhiều, chính vì thế là các bác khi mua phải ấy, các bác lại không có thiện cảm, là chúng ta nghĩ rằng là tất cả các cái cây mẫu đơn sản xuất từ Trung Quốc nó đều có cái chất lượng kém như thế. Thực ra là vì các bác mua không đúng nguồn gốc, chọn không đúng cái gốc ghép nên cái chất lượng cây nó sinh trưởng và cái chất lượng quả nó mới kém như thế. Đấy là về cơ bản các cái giống gốc ghép nho mẫu đơn hiện nay trên thị trường ở Việt Nam. Thì ngoài các cái loại gốc ghép mà em đã kể trên, ví dụ như là 3309, 5BB, rồi Betani và Hạ Đen, thì ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ấy, nó có một cái loại gốc ghép khá phổ biến nhưng mà nó lại không được bán nhiều ở Việt Nam, đó là gốc ghép S04. Đây là một cái loại gốc ghép mà nó có cái tính chịu ẩm và chịu cái đất mà có pH thấp, ví dụ là đất phèn, đất chùa ở Việt Nam mình, đặc biệt ở khu vực miền Tây ấy, thì nó lại thích hợp, rất hợp với những cái loại đất đấy và nó có khả năng chống chịu tốt như thế. Và S04 ngoài ra thì nó còn có cái tốc độ sinh trưởng rất là nhanh. Tuy nhiên là vì nó phát triển quá nhanh nên thành ra là nó có một số nhược điểm, ví dụ như là nó phát triển quá nhanh thì quả nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ bị vàng. Và hiện nay ấy, thì ở Nhật ấy, người ta sử dụng cái loại S04 này khá nhiều. Tuy nhiên ở Trung Quốc hoặc Hàn ấy, thì nó sử dụng ít hơn một chút. Và hiện nay ngoài cái S04 thì ở Hàn Quốc ấy, nó còn có một cái loại gốc ghép khác, đó là gốc ghép của Unicampel. Đây là một cái loại nho ăn quả màu đen của Hàn Quốc, tuy nhiên là chất lượng quả của nó sẽ kém, và một số nhà vườn ấy, người ta tận dụng cái cành của nó để người ta làm cái gốc ghép thì nó sẽ tương ứng như Hạ Đen ấy, thì cái gốc ghép này nó cho ra cái chất lượng quả mẫu đơn nó không tốt. Đấy nên thành ra là các bác khi mua hàng ấy, các bác phải hết sức chú ý, các bác đừng nghĩ là cứ hàng Hàn nó là tốt. Và cái loại gốc ghép Unicampel này nó chỉ có giá khoảng 8.000 won, và khi mà về Việt Nam cộng các chi phí nó chỉ rơi vào tầm 201, 202 thôi, thì rất có thể những cái loại mà cây mẫu đơn mà có giá rẻ từ Hàn Quốc ở Việt Nam mình ấy, là cái loại gốc ghép Unicampel này. Chính vì thế là các bác khi mua hàng nho mẫu đơn phải hết sức cẩn thận,